Nhìn của nó thì đang là mơ đĩa đó. Đó, thì bên mình sẽ tiến hành là thay cái mạch dưỡng này nha. Thay cái mạch dưỡng này luôn. Đó, này nhìn của nó là đĩa này. Được ý luôn anh. Đó, bên mình sẽ tiến hành thay cái đầu này luôn. Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu về một chiếc Kia Morning nha. Đời 2017. Thì anh đã qua bên mình á để nâng cấp ánh sáng nha. Đi đi đêm á, trời quá tối á, thì anh không đủ cái đảm bảo tầm nhìn á. Thì anh đã quyết định nâng cấp cho mình một cặp X-Line V20 với công suất 70-60W nha. Nhiệt của nó là nhiệt 5000 nha. Mã này thì bên mình bảo hành điện tử 3 năm nha, bảo hành trên hệ thống luôn nha. Anh nâng cấp thêm cho mình một cái bộ màn hình Android ZX10 nha, màn 2K nha. Với cấu hình là RAM 4GB, ROM 64GB, hệ điều hành là Android 10. Thì sử dụng rất là mượt. Và khi được lắp màn hình á thì được tặng một cái cam lùi và một cái cam hành trình ghi hình trước nha. Riêng của nó thì tại đang là một cái đầu DVD nha, vẫn còn đang mới đĩa nha. Đầu này mới đĩa này đó, riêng của nó đó, riêng của nó thì đang là mới đĩa đó. Đó, thì bên mình sẽ tiến hành là thay cái mạch dưỡng này nha. Thay cái mạch dưỡng này luôn đó, này riêng của nó là đĩa này đó. Được ý luôn anh. Đó, bên mình sẽ tiến hành thay cái đầu này luôn và một cái màn Android rồi. Sau khi quá trình nâng cấp hoàn thiện á thì nó sẽ cho mình được một kết quả như này nha, như zin luôn nha, không có đục khoét hay là gì hết nha. Đây, các bạn xem như zin luôn nha. Về hệ thống điện á thì bên mình đi relay dứt chuyển rất là đầy đủ nha, không có cách trích hay là gì của khách hết đó. Thì bây giờ các bạn hãy cùng theo mình để mình test đèn ánh sáng thực tế khi mình nâng cấp cho khách nó sẽ như thế nào nha. Đây, đây là pha này. Đây, đây là cốt này, pha này, pha này, pha không này. Đó, nhiệt này vàng này, ánh sáng tránh ngã vàng á, đi rất là bám đường nha. Đó, bám sương mưa rất là tốt nha. Rồi, một chiếc màn hình rất sử dụng rất là mượt mà. Đó, rất là mượt nha. Đó, và có thể ra lệnh giọng nói trực tiếp trên vô lăng. Mở video cắm ly. Hoặc có thể ra lệnh dẫn đường. Dẫn đường tới ngã tư Thủ Đức. Đang sử dụng đến ngã tư Thủ Đức. Đó. Hoặc là có thể dự báo thời tiết hôm nay thế nào. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh chiều nay được dự báo là mây đen u ám. Nhiệt độ thấp nhất là 24 độ C, nhiệt độ cao nhất là 27 độ C. Khá tiện lợi nha. Khi lắp đặt màn hình á, thì được tặng một cái cam lùi và một cam hình trình trước. Hoặc là có thể ra lệnh giọng, hoặc là có thể ra lệnh giọng nói trực tiếp trên này. Đó. Hoặc là có thể tra cứu phạt nguội. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Thì anh em nào cần hỗ trợ hoặc là tư vấn á, thì cứ liên hệ qua cái số hotline của bên mình nha. Thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn nha. Rồi, cảm ơn.